Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 16. Điều chỉnh ăn uống. Sức khỏe của con người chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như di truyền, môi trường sống, ăn uống, cách sinh hoạt, tâm lý, vân vân. Trong số đó, ăn uống là quan trọng hơn cả vì cung cấp nguyên liệu, năng lượng và vật chất tạo hình cho cơ thể, do đó có tác động rất lớn đến hình tướng, tâm trạng và số phận hay là nghiệp lực của mỗi con người, như giáo sư Osawa đã nói. Mọi sự trên đời, may hay trỗi, sướng hay khổ, thọ hay yểu, khôn hay ngu, đẹp hay xấu, thiện hay ác, tất cả đều do ăn uống mà ra. Khi hiểu thấu điều này, chúng ta thấy con người vốn chẳng tốt, chẳng xấu. Xấu hay tốt chỉ là kết quả của ăn uống đúng hay sai mà thôi. Như vậy, để có một hình hài tươi tốt, tâm trí lành mạnh và cuộc sống bớt lo toan phiền não, việc cần làm trước hết là ăn uống đúng cách. Ăn uống đúng cách là ăn uống quân bình âm dương, phù hợp với thể trạng cá nhân, giới tính nam hoặc nữ, tuổi tác trẻ hoặc già, sinh hoạt, ngồi một chỗ hay là đi lại, nghề nghiệp, lao động chân tay hay là lao động trí óc, môi trường sống, địa lý, khí hậu, thời tiết và điều kiện kinh tế xã hội. Như đã nói, thức ăn của con người bao gồm nhiều thứ, nhưng căn bản và thông dụng là hạt cốc, rau củ, đậu, trái cây, thịt cá. Để được quân bình, cần biết phối hợp những loại thức ăn này theo một tỷ lệ nào đó. Sau khi nghe xong, nếu yêu thích và có điều kiện, quý vị hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản.